Thưa quý vị, xác định cải cách hành chính để phục vụ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu từng bước cải tiến xây dựng quy trình khám chữa bệnh khoa học hiệu quả, giúp bệnh nhân giảm được thời gian chờ đợi, đồng thời tinh gọn bộ máy hành chính. Qua đó, đã nhận được sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến đăng ký khám chữa bệnh tại trung tâm. Bên cạnh làm tốt hơn công tác chuyên môn khám chữa bệnh, thì quy trình tiếp nhận bệnh nhân là vấn đề luôn được Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Để tiết giảm những thủ tục hành chính rườm rà mà bệnh nhân gặp phải trước đây, Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng một khu vực phòng khám tập trung theo quy chế một cửa, liên thông, tạo thành một hệ thống liên quan, giúp bệnh nhân thuận lợi khi đến khám chữa bệnh. Ở ngay sảnh vào, trung tâm bố trí quầy lễ tân có nhân viên y tế sẵn sàng tư vấn cho người bệnh những quy định cũng như thủ tục cần thiết để giúp họ khám bệnh nhanh chóng, hiểu rõ hơn về những quy định mới, nhất là về việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời triển khai hệ thống bốc số tự động, phân bổ số lượng bệnh nhân vào các phòng hợp lý, bố trí bác sĩ thường trực, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình quản lý và hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh từ khâu tiếp nhận cho đến phát thuốc. Nhờ đó, dù bệnh nhân đông nhưng thủ tục khám chữa bệnh được làm nhanh chóng, chính xác, chặt chẽ hơn trước. Có những cái chỗ mà đăng ký cho những người ưu tiên, ví dụ như người già trên 70 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, rồi phụ nữ có thai, thì khỏi phải bắt số. Chúng ta sẽ cố gắng là sắp xếp theo thứ tự và cho đăng ký vào khám chữa bệnh. Khi mà khảo sát người bệnh đến khám bệnh và có sự hài lòng thì thường là trên 95% là hài lòng về vấn đề mà sắp xếp ở đây. Đại diện Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu cho biết, theo quy định, người từ đủ 75 tuổi trở lên mới được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, nhận thấy các bệnh nhân có độ tuổi từ 70 trở lên đến khám tại trung tâm định kỳ thường xuyên khá đông, nên lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố đã điều chỉnh quy định phòng khám ưu tiên để phù hợp với tình hình thực tế tiếp nhận bệnh nhân ở đơn vị. Với sự chủ động linh hoạt trong việc áp dụng các quy định ở đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu lực cải cách hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu. Nhờ đó giải quyết thỏa đáng nhu cầu người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại trung tâm. Giờ thì thấy nó gọn hơn, nhanh lẹ hơn. Lúc trước đứng trong đó thì nó hơi lâu tí. Thì ở đây vậy thì cũng tiện cho bệnh nhân đi đứng đâu dễ dàng. Có cái bạn giúp cho người bệnh mà bắt số này nè thì nó rút ngắn được cái thời gian cho chờ đợi của người bệnh. Khám bệnh nhiều năm rồi, mà không phải mới đây là nhiều năm rồi. Nhưng mà thật tình mà nói ở đây từ bác sĩ tới nhân viên y tá điều dưỡng, người nào đối xử với bệnh nhân nói chuyện rất là lịch sự, rất là tốt. Trước thì chờ đợi thì nó hơi lâu chút, bây giờ rút ngắn thời gian nó lẹ hơn, cái gì vô khám cũng lẹ luôn. Sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là thước đo cho sự thành công của nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu. Đây cũng là động lực để đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và người lao động của Trung tâm Y tế thành phố phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ở địa phương trong thời gian tới.